như đem bán cũng có nghĩa là Tết sắp kề bên, nhưng khi thấy ông già lặt lá mai thì biết Tết đã tới. Xuân là của cả muôn người, nhưng hương vị Tết mỗi nơi mỗi khác. Ở thành thị Tết đến với sự xa hoa sáng lạng, với cảnh nhộn nhịp tưng bừng, còn ở làng quê, Tết đến với sự êm ái, ấm dịu hơn. Thì sao cái mai mà mình tốt cho thầy? Mỗi giờ tới ngày giờ tốt, thì mai non tốt sớm chút, và tốt trễ chút. Một nồi thịt heo kho hột vịt gia đình nào cũng có. Đây cũng là món cúng. Heo người ta nuôi gần Tết là đem bán. Ở miền Tây, miền Trung, heo chở vào Sài Gòn rất nhiều. Heo được nhốt vào những rọ bằng tre, chừa đầu chừa đít ra, rồi lấy dây buộc phía sau lại, bỏ lên xe hàng chở đi. Con heo cũng gắn liền với ngày Tết ở quê, vì khi người ta bán heo thì có được một số tiền kha khá để tiêu trong 3 ngày Tết. Cho nên heo nuôi bán Tết được chăm sóc rất kỹ. Từng sọt tre để vào ngày 20 Tết là bắt đầu bán để cúng qua đến Tết. Một mùa nhãn trúng, các giữa thôn mua để bán Tết tới mấy ngàn giỏ cần xé. Mỗi ngày mấy trăm người đến lựa nhãn, chăm sóc cho chùm nhãn đẹp. Người ta còn đưa xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhãn là loại trái cúng, nhưng Tết nó không phải là loại chính. Mặc dù trên bàn thờ không bao giờ thiếu, vì nó cho hương thơm của đĩa trái cây chân Tết. Phúng Tú Xương cảm cái Tết nghèo với những lời cha đầy châm biếm sâu sắc. Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo, tiền bạc trong kho chữa lĩnh tiêu, rượu cúc nhắn đem hàng biến quẩy, trà sen mượn hỏi giá còn kêu, bánh chưng sắp gói e nộm chảy, giò lụa toan làm sợ nắng thiêu. Thôi thế thì thôi, đặt Tết anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo. Người dân quê nghèo có lẽ cảm nhận điều này hơn ai hết. Tuy vậy họ vẫn lạc quan chờ đó. Họ bày ra cảnh đổ bánh tráng để có ăn Tết với người ta. Dù gì đi nữa thì cũng mới gặt lúa xong, cũng còn chưa chút đỉnh. Đâu phải nhà nào cũng nghèo như vậy. Khắp trong thôn xóm, tiếng chạy quét bánh phồng vang lên, tiếng quét bột làm bánh tráng rộn lên khúc nhạc mùa xuân thôn dã. Bánh tráng ngon phải làm từ gạo lúa sỏi. Chỉ có thứ gạo này, chiếc bánh mới giữ nguyên dạng, không bị co rút sau khi phơi nắng. Người ta làm bánh tráng để bán, chứ không phải chỉ để dành ăn, nhất là dịp năm hết Tết đến. Gạo được vo sạch, đưa vào máy xay với nước cốt dừa, rồi cho mè vào để chiếc bánh làm ra được thơm ngon. Có nơi người ta còn pha thêm hột gà, sữa, tăng thêm phần hấp dẫn. Nếu như đặt sẵn dừa cho ra chiếc bánh tráng béo thơm đặc biệt, thì người ta cũng tận dụng lá dừa
để đan thành những chiếc liếp để phơi bánh. Tàu dừa được dọc đôi rồi đan hai tàu lá vào nhau, chiếc này chéo qua chiếc nọ tạo thành một mặt phẳng. Đan liếp nhìn đơn giản nhưng phải tỉ mỉ, để những mối nối nằm ở mặt trái, tránh làm bánh bị lủng lỗ. Một chiếc liếp có thể sử dụng 2 năm. Mùa giáp Tết, tiết trời se lạnh, tráng một cái bánh vừa chín lấy ra ăn nóng sẽ cảm thấy chất béo thơm ngọt tan vào lưỡi, tạo thành một hương vị đặc biệt. Nhìn cô gái tráng bánh bên bếp lửa hồng, chợt nhớ đến bài thơ Xuân Về của Nguyễn Bính. Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng, bên hiên hàng xóm cô hàng xóm, ngước mắt nhìn dời đôi mắt trong. Từng đàn con trẻ chạy xung xoe, mưa tạnh trời quang nắng mới hoe. Lá nõn nhành non ai tráng bạc, gió về từng trận gió bay đi. Thong thả dân gian nghỉ việc đồng, lúa thì con gái mượt như nhung. Đầy vườn hoa bưởi hoa cau rụng, ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng. Ngoài bánh tráng, thường người ta còn làm bánh phồng, nướng trên lửa rơm ăn ngọt bùi. Ngày trước ở Sài Gòn có bán món bánh phồng tráng đường. Người ta bẻ bánh tráng làm tư, dùng que cây quét đường vàng kẹo trong thao, rồi tráng qua một lớp trên bánh tráng. Sau đó nạo cơm dừa khô để vào, rồi đập bánh tráng lại, ăn rất ngon. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.